Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải nhập khẩu nguyên chiếc quý vị và bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Ford Ranger, phiên bản này là phiên bản XLS, số tự động một cầu quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu và mới lăn bánh có 63.000 km thôi, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng và dàn lốp theo xe còn rất là mới, rất là dày luôn các bạn nhé. Cho nên là chất lượng của chiếc xe này rất là đẹp đấy các bạn nhé, vì mới lăn bánh có hơn 60.000 thôi. Hơn nữa lại chủ xe lại rất là cẩn thận, bảo hành bảo dưỡng đầy đủ ở trong hãng luôn. Với những chiếc xe con thì nó là chuyện bình thường, như với những chiếc xe bán tải thì rất là ít các bạn nhé. Ít ở đây là chạy ít này, và bảo hành bảo dưỡng tại hãng, chủ xe rất là cẩn thận luôn quý vị các bạn nhé. Đã lắp thêm rất là nhiều đồ từ màn hình cho đến là vai thể thao, nắp thùng cuốn rồi các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, không lỗi gì cả, tất cả còn nguyên bản, keo chỉ còn nguyên bản. Và chúng tôi đang bán với giá là 519 triệu đồng thưa quý vị các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe bán tải Ford Ranger XLS 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe bán tải Ford Ranger XLS 2018 này ạ. Mời quý vị và các bạn. We'll be right back.
Ở phiên bản này thì Ford cũng đã trang bị cho chiếc Wrangler 2018 bản XLS này là một cái khối động cơ diesel với dung tích 2.2 lít các bạn nhé, tức là máy dầu. Đa số bán tải thì là máy dầu thôi. Và đặc biệt ở cái động cơ này thì các bạn thấy đây ạ, rất là mới luôn các bạn nhé, vì mới chạy có hơn 6 vạn km thôi, cho nên là máy còn rất mới, rất là đẹp và chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm cũng như không bị ngập nước các bạn nhé. Đấy, tất cả đều rất đẹp, rất mới như này đây. Quý vị các bạn nào mà đang có nhu cầu mua chiếc xe này thì tôi đảm bảo với quý vị các bạn đến xem là ưng luôn. Chỉ có bàn về giá thôi, chứ chất lượng thì không phải lo về chiếc xe này nữa rồi. Máy móc còn nguyên, zin đẹp và mới như này đấy ạ. Đấy, rất là đẹp, tất cả những con ốc là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra cả. Đấy, còn rất đẹp này. Tất cả các chi tiết đều rất là mới này. Đấy, và hơn nữa là đây, những cái ốc cabo này cũng còn nguyên này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, cho nên là chưa có vết tháo các bạn nhé. Đấy, cabo này, ốc cabo là còn nguyên bản hết này, keo chỉ cabo. Đấy, tất cả là còn nguyên bản hết luôn này. Đấy, keo chỉ cabo còn nguyên này. Toàn bộ từ những cái ốc tai này cũng còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Phải nói là rất là đẹp, một chiếc xe còn nguyên bản và rất đẹp luôn các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị các bạn toàn bộ về chiếc xe bán tải Ford Ranger phiên bản XLS, số tự động một cầu, sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả là còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi đang bán với giá là 519 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe bán tải Ford Ranger XLS 2018 số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.